Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog. Trưa nay thì trưa nay có mấy cô y như Việt Kiều vậy cô chú anh chị, rồi tới viếng mộ cậu Năm mà nãy giờ chạy tới chạy lui 3-4 vòng rồi cô chú anh chị. Bây giờ là mới hỏi anh em là tìm được mộ của cậu. Nước ngoài để mà xem cải lương nó khó lắm, không có cái đoàn nào ở nước ngoài người ta diễn cải lương cả. Ngoài những cái băng của ông ấy, tôi nghe và cái video cái hôm nay thì tôi được tận mắt. Đây cũng là một cái ước ao mà cũng là thần tượng về cải lương. Tôi không có chuyên, tôi không có trong cái nghề nghiệp, nhưng mà tôi mê cải lương từ cái thời tôi ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa cả. Và tôi đi tuyển đâu có được nhưng mà tôi vẫn mê. Cô đi qua Đức là bao nhiêu năm rồi cô? 32 năm rồi. 32 năm bên Đức. Cô ơi, chú du lịch có qua bên Đức bao giờ chưa hả cô? Tôi thì chưa được xem bao giờ, bởi vì khi cái ngày mà ông ấy có sang hay là các đoàn sang là tôi phải đi làm. Nhưng mà có sang không cô? Cô không, cũng không rõ, cho nên là tôi không có dám trả lời là đã sang Đức hay chưa. Nhưng mà các cái đoàn sang bên nước ngoài cũng rất là nhiều. Nhưng mà để mà xem thì tôi chưa được xem. Nhưng mà tôi ông này ông ấy đóng diễn nhiều những cái trong cái băng đó. Trong cái vở kịch đó. Có những vở tôi thuộc luôn từ đầu đến cuối cải lương à. Trời ơi. Thế là khi mà nghe tin ông không còn nữa mà thật sự mà nói là tôi buồn lắm, tôi tiếc lắm. Nhưng sau cái buồn cái tiếc thì tôi không biết thực hư như thế nào về gia đình của ông. Là cô Hồng Loan là con gái. Cô Hồng Loan là em con gái. Và em gái cái cháu là ai thì tôi không rõ. Hay là cái tin đó ra nước ngoài nó bị phóng lên hay như nào tôi không biết. Nhưng mà sau đó cái thật đúng là cái linh hồn ông đây, một người truyền cảm, một người rất tình cảm, một người rất tình người để đóng những cái bộ phim mà sau khi ông mất mà xảy ra trong một gia đình, thật sự là tôi rất đáng tiếc. Mà không phải một mình tôi, những người mà ham cải lương như tôi ở nước ngoài đều rất thấy là đáng tiếc. Mà khổ thân cho ông ấy quá. Ông khổ thân cho ông ấy quá. Là bởi vì ông ấy bây giờ ông ấy không làm gì được mà thấy cả cái gia đình như vậy. Mà cái thực hư của đứa con hay thực hư của người em thì là tôi không biết thật. Nhưng mà chỉ qua những các cái rồi đưa ra đây này, đưa ra cái bãi này thì hôm nay tôi nói với chú taxi ở trong này là cho tôi về tận nơi. Cũng như là nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang là tôi cũng mê cải lương ngay. Cái vở và cái giọng hát của ông ấy, từ nhỏ luôn đó mà cho đến bây giờ. Cô cháu mình thể vô mát chút xíu cho cô tôi, mát tôi không rất cô? Là cảm ơn bởi vì tôi tại đứng đây nắng quá cho cô quá. Tôi cũng cảm ơn. Thế thì tôi chỉ gửi gắm lại là cái ca kịch cải lương cũng như cải lương truyền thống của Việt Nam ở nước ngoài chúng tôi nước nào cũng thế vẫn còn khao khát, vẫn còn rất là mong muốn và được nghe. Thì tôi cũng mong các cái người diễn viên cũng như là các cái giới diễn viên của cải lương cũng đưa lên các Facebook cũng như các thứ nhiều hơn nữa các cái vở, nhất là các nghệ sĩ. Vừa rồi tôi lại nghe thấy ông Diệp Lang tức là nhiều các cái mê lệ ông Văn Hường, những các cái ca sĩ đó, những các cái nghệ sĩ đó mà mất thì tôi thật sự là nhiều người cũng như bản thân tôi tiếc vô cùng. Nhưng chưa ai mà giữa cái tiếc và giữa cái buồn day dứt như là linh hồn của Vũ Linh đây. Thật sự là có thật, không biết có thật về gia đình thế đâu. Thế thì thôi, tôi xin nhá. Tôi xin là chấm dứt ở đây và cũng mong đại gia đình của ông Vũ Linh vì một người em, một người con, một người trong gia đình con cháu nên là vì những người mất để hài hòa cho những cái người sống và nhất là họ hàng thì vong linh của ông sẽ được thanh thản. Con cảm ơn cô nhiều nha cô. Cô nói chuyện quá trời hay luôn. Cô đi về đây lâu chưa cô? Tôi về được không nhà đi thọ khỏi Duy Minh. Tôi ở Hà Nội.
tôi lại nói đến cải lương mà tôi mê cải lương đến cái thời bao cấp ngày xưa đấy nhá. Yeah. mới có thống nhất đất nước ấy. Mà có thể một tháng lương mà tôi mua 2 cái vé cải lương là hết. Tôi vẫn mê cải lương. Thì biết được là bóng hồn của các những người mà đã khuất rồi. Thì hôm nay thì đúng là khi mà ông đi thì rất là nhiều người cũng như bản thân tôi ngậm ngùi lắm, thương nhớ lắm. Nhưng mà sau đó về cái việc gia đình thì ông sống rất có tác dụng cho loài người, cho nhân loại, cho những giới ca sĩ. Và khi ông mất thì ông cũng yên lòng vì dần dần gia đình cũng sẽ ổn định. Để ông mãi mãi tiếng hát của ông còn đẹp trong lòng mọi người, cũng như toàn bộ gia đình sẽ làm lại để đẹp gia đình nó. Cảm ơn cô nhiều nha cô. Cô nói vậy cô chia sẻ quá trời hay luôn. Có lẽ thôi thế thôi nhỉ. Cô cũng xin phép thôi nhỉ. Bởi vì là đây cũng là lần đầu. Tôi cũng hy vọng là đến những năm sau tôi về thì chắc chắn là nó sẽ có cái chương trình và riêng biệt của chúng tôi. Dạ. Cảm ơn tất cả nhé. Dạ. Con chào cô nha cô. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Ông Thanh Sang đây cũng là một trong những mà tôi vừa mới chụp được. Dạ. Con thấy cô đây, ở bên chú Thanh Sang đi qua đây á. Dạ, nó Thanh Kim Huệ đây là. Dạ. Ba cái người này về cải lương nó dấu ấn trong tôi lắm. Dạ. Cái lời ca nó truyền cả một cái hình ảnh của những cái đây cũng là một gọi là cái truyền thống văn hóa. Dạ, đúng rồi. Mà những người này mới là tuyên truyền mạnh mẽ nhất cho cái tinh thần yêu nước nữa. Dạ, tôi cô, hôm nay cô từ Đức về mà nghe cô tâm sự những cái lời này phải nói là đó, rất là ý nghĩa luôn. Con cũng cảm ơn cô nhiều nha cô. Cảm tạ Chúa, cũng cảm ơn trời là cho tôi hôm nay thật sự là hôm nay mà được về những cái chỗ này là không thấy là có trời ủng hộ tôi lắm. Mình về Đức lại cô. Dạ, đến ngày mốt rồi. Rồi, ngày mốt là cô bay về bên đó hả cô? Vâng, thì tôi cảm ơn tất cả nhé. Cảm ơn tất cả nhé. Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha. Chúc cô sức khỏe dồi dào nha cô. Rồi, máy bay cô nha cô ơi. Cô chia sẻ quá trời hay luôn. Chào chú luôn nha chú. Dạ ông chào cô. Chào Vũ Linh. Dạ. Chào Thanh Kim Huệ. Rồi con chào cô chú nha. Rồi Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog ạ. À.